Đặc điểm của cái dòng nho Pháp này thì cây nó sinh trưởng nhanh hơn và mau cho trái. Cái này nó phù hợp với lại cái khí hậu Việt Nam. Xin kính chào quý chị thân mến, Nhà Vườn Khánh Võ ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý anh chị về dòng cây nho thân leo mà giống nhập ngoại nha quý anh chị. Trước mặt quý anh chị đây là cây nho Pháp. Cái em đang giới thiệu đây đã được 2 năm tuổi và đã cho trái nhiều vụ. Cái gốc nó to cũng cỡ tầm cái ngón tay, chiều cao nó khoảng tầm 1,5 m. Đặc điểm của cái dòng nho Pháp này thì khác xa với lại cái giống nho nội địa của nước ta ở chỗ là cây nó sinh trưởng nhanh hơn và mau cho trái cũng như là thu hoạch. Cái này nó phù hợp với lại cái khí hậu Việt Nam. Rồi trái khi chín thì nó sẽ ngã sang cái màu tím nhạt nhạt và ăn rất là ngọt luôn nha quý anh chị. Bên Nhà Vườn Khánh Võ thì có đa dạng về kích cỡ. Ngoài những cái cây mà nó cỡ tầm trung như thế này thì bên em cũng còn những cái cây giống nhỏ hơn, cũng khoảng tầm vài trăm ngàn thôi. Quý anh chị mình có quan tâm về dòng cây nho Pháp này thì liên hệ đặt hàng số điện thoại 096224 4 quý 7, hoặc là mình liên hệ là 092848 4 quý 7, hoặc là quý anh chị mình có thể ghé vườn ở tại số 15 Sông Hành, phường Tân Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, mình xem cây và mua hàng trực tiếp luôn. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã quan tâm và hẹn gặp lại ạ.